ngày xưa có các vị tỳ kheo ni chứng đắc A-la-hán, nay chỉ vì bám chấp vào một số luật định trong việc thọ giới mà ta không cho phép các tỳ kheo ni đi theo Theravada. Là dạy nguyên thủy của Đức Phật thì liệu có bất công cho nữ giới quá hay không? Không lẽ họ không thể có cơ hội tu tập giải thoát hay sao? Một lần nữa sư nói là sư không có vấn đề gì đến cái chuyện là kỳ thị người nữ. Chỉ có điều á, chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật, tức là theo pháp và theo luật. Quý vị không lẽ quý vị nói bây giờ thí dụ như là luật pháp Việt Nam quy định là người nữ chưa đến 18 tuổi thì không được kết hôn. Quý vị có thể nói là tại sao lại bám vào cái pháp luật đó, phải vì bám chấp vào cái luật đó. Tôi yêu nhau thì tôi muốn cưới nhau thì đó là chuyện của tôi. Quý vị thử cưới thì có chuyện hay không? Cưới mà chưa đủ 18 tuổi thì có phải là pháp luật là họ sẽ đặt vấn đề với mình hay không? Thấy chưa? Hoặc là mình nói là bây giờ anh em ruột với nhau nhưng mà mệt, giờ tôi thương nhau, tôi sống với nhau từ nhỏ tới lớn, tôi quen thuộc với nhau. Và bây giờ anh em tôi nương tựa vào nhau, rồi bây giờ tôi yêu nhau, tôi có quyền tôi cưới nhau chứ. Nhưng mà pháp và luật không có cho. Luật pháp Việt Nam không có cho. Mà khi mà quý vị cố tình đến như vậy thì có phải là quý vị gặp vấn đề hay không? Khi đó chúng ta có thể đem cái chuyện là tại sao là mấy anh là bám chấp vào luật như vậy? Có thể lấy cái đó ra để chúng ta lý luận hay không? Hình như không được á. Như vậy đó, luật được đưa ra nhằm mục đích gì? Luật đưa ra đó nhằm mục đích đó, trong 10 điều mà quý vị có nghiên cứu trong tạng luật thì quý vị thấy đức khi Đức Phật đề ra một cái giới luật nào đó, Đức Phật luôn nói ngài đưa ra cái giới luật ấy, nhằm mục đích là để cho những người chưa có đức tin họ sẽ có đức tin, những người đã có đức tin thì sẽ tăng trưởng đức tin. Ngài đưa ra giới luật nhằm mục đích để cho những vị tuân thủ giới luật được an ổn, nhằm mục đích để cho những cái vị ác tu theo cái ác giới ác luật đó, thì để ngăn ngừa những vị đó. Riêng như là và ngoài ra ngài còn chế giới luật nhằm mục đích bảo vệ chánh pháp nữa. Cho nên cái chuyện mà ngài chế giới là ngài nhằm nhiều mục đích, trong đó có một cái mục đích là bảo vệ chánh pháp. Rồi một cái vấn đề nữa là khi mà ngài chế cái giới cho tỳ kheo ni là ngài chế giới vì mục đích là bảo vệ cho giáo pháp của ngài, bảo vệ cho chánh pháp. Không tin thì làm ơn mở ra mà xem lại tạng luật. Đấy, cho nên là Đức Phật luôn luôn có lý do. Ngoài ra đó, sư hỏi quý vị như thế này nè, sư hỏi quý vị như thế này. 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, không còn tỳ kheo ni nữa. Trong các lần kết tập kinh tạng mà sau 500 năm đấy, thì vẫn còn những vị thánh A-la-hán. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi là những vị thánh A-la-hán, tại sao các ngài là thánh, đương nhiên các ngài không còn bám chấp nữa, không còn chấp thủ nữa, tại sao các ngài không đá động gì đến cái chuyện là khôi phục tăng đoàn, khôi phục ni đoàn, mà để cho phạm phu chúng ta thời nay bắt đầu lại rối với nhau vì cái chuyện này? Hãy tự hỏi tại sao á, một cái chuyện mà Đức Phật đã quy định, một cái chuyện mà chư thánh tăng giữ nguyên không có làm, mà bây giờ mình lại đi mình làm, thì có phải là mình giỏi hơn Phật hay không? Hoặc là mình nghĩ là Phật còn có sự thiếu sót gì đó hay không? Hoặc là mình nghĩ là các chư vị thánh A-la-hán có thiếu sót gì đó hay không mà các ngài không có giải quyết khi mà các ngài còn tại thế? Hãy tự đặt câu hỏi đó. Ngoài ra đó, còn một điều như thế này. Có một vị trưởng lão, vị đó nói đó là những cái vị mà hồi xưa là cái tu nữ đó, khi mà tham dự những cái này cái kia thì không có được cái tiếng nói và không có được quyền lợi ở trong một cái hội chúng. Tại vì cái vị thế của người nữ
nó không có tiếng nói và không có quyền lợi. Thì như vậy là để cho nên là các vị đó mới đề xướng là tái lập ni đoàn. Cái vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề nằm ở chỗ là như vậy có phải là cái việc chúng ta tái lập ni đoàn là vì danh vì lợi hay không? Bởi vì không có tiếng nói và không có quyền lợi thì có phải là mình tái lập chỉ đơn giản là vì danh vì lợi hay không? Còn nếu như mà chúng ta vì cái chuyện tu ấy, vì cái chuyện tu thì như ngài Bửu Chánh, hòa thượng Bửu Chánh, hòa thượng nói đó, đâu có ai cấm quý vỳ giữ cái giới tỳ kheo ni đâu. Quý vị cứ thử, nếu như mà quý vị tu tu vì mục đích giải thoát thì có nghĩa là quý vị giữ cái giới đó, đúng không? Không ai cấm một người mà muốn có cái lòng mà muốn giữ những cái giới đó. Quý vị thử đi, rồi quý vị có thật sự quý vị muốn giữ hay không? Bao nhiêu người mà thật lòng á, tu mà giữ vì cái mục đích là giữ cái giới tỳ kheo ni để mà tu đi đến con đường giải thoát. Đương nhiên sư không có vơ đũa cả nắm, nhưng mà nếu mà so về cái cá nhân thôi, sư nói cá nhân chứ sư không có nói tập thể. Cá nhân bản thân quý vị đó, cái người mà hỏi sư cái này nè, tự hỏi lại lòng mình là mình có sẵn sàng mình giữ giới tỳ kheo ni hay không. Và nếu như mà quý vị sẵn sàng giữ giới tỳ kheo ni đó thì cứ giữ đi, không có ai cấm, không ai ép, không có ai đá động gì hết. Cứ bình thường ha, cứ tu tập giải thoát, cứ giữ giới, giữ một thời gian 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, rồi khi đó quý vị nhìn lại cái con đường tu của quý vị. Tuy nhiên nếu mà quý vị tu hành đạt được những cái thành tựu thì luôn luôn có sự hoan hỷ. Như sư nói không ai cấm hết, muốn giữ giới thì cứ giữ giới, muốn tu giải thoát cứ tu giải thoát, không ai cấm quý vị giữ cái giới tỳ kheo ni hết, không ai cấm hết. Chỉ có điều là không có được cái chức danh tỳ kheo ni và không có được cái quyền lợi của tỳ kheo ni. Nhưng mà như sư nói, nếu như mục đích tu của quý vị không phải vì danh, không phải vì lợi, mà vì mục đích giải thoát, thì cái danh tỳ kheo ni và cái lợi của tỳ kheo ni quý vị đâu có cần. Đấy, cho nên không ai cấm quý vị tu giải thoát hết, không ai cấm quý vị tu giải thoát hết. Thành thật với chính mình, tu vì mục đích gì? Để giải thoát. Thì dù có người ta công nhận mình hay không công nhận mình thì mình vẫn giữ bao nhiêu đó giới, mình vẫn tu bao nhiêu đó chuyện, vẫn tu theo bát chánh đạo, vẫn giữ bao nhiêu đó giới tỳ kheo ni, không sao hết. Dù người ta có công nhận hay không cũng không vấn đề gì. Còn nếu như mà để mà được cái danh tỳ kheo ni và để được cái lợi của tỳ kheo ni thì thôi sư không nói nữa, chúng ta không có duyên nói chuyện với nhau, không cùng một kinh ha, không cùng một thế giới, không cùng một cái thế giới quan.